Hello nha các bạn nha. Và đây cả cả hàng bạn đánh dã man luôn. Chất âm của đôi loa DKK2. Đây là một đôi loa bass rất là khỏe đấy, và cực kỳ mạnh luôn. Đó, thì trong cái clip này em chỉ test qua qua thế thôi. Anh em nào có nhu cầu lên bộ với con loa DK này thì liên hệ với em Thanh nhé. Còn con loa DK này đang có giá khuyến mại cực kỳ ngon luôn. Bình thường đang bán 13.500.000. Thì trong cái livestream này, trong cái clip này đấy, và trong cái thời điểm dịch này em sẽ bán với giá rất là tốt. Đấy, thì em có làm một cái clip chi tiết về ruột gan của loa và báo giá thì anh em hãy xem nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác.